Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ Audio và mình là Long. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 3 bộ dàn nghe nhạc để bàn dưới 20 triệu. Và mình cũng sẽ chia sẻ những cái ưu điểm này cũng như nhược điểm của 3 bộ dàn này để mọi người có thể tham khảo và tìm cho mình được một bộ dàn nào đó thích hợp cho nhu cầu của mình nhất. Và bây giờ cùng bắt đầu thôi. Và bộ dàn đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là em Yamo S75B. Mình sẽ ghép với một em Amly của Denon nha mọi người, đó là em Amly Denon Hellarm HS2. Và đầu tiên mình sẽ đi về thiết kế của em Yamo trước cho mọi người. Đấy, thì mọi người thấy thì thiết kế của em này cũng sẽ là khá là to. Bên cạnh đó thì có một cái lớp sơn màu trắng rất là tinh khiết. Tuy nhiên thì để trong cái môi trường mà ở ngoài máy lạnh á thì nó sẽ rất là dễ bám bụi này và rất là dễ dơ. Củ loa của em này là được làm bằng đơm nha mọi người, nên là sẽ cho một cái chất âm rất là sáng, rất là trong này. Chính vì thế một cái hãng loa Yamo này đến từ Đan Mạch cho nên là cái tiếng của em này nó sẽ rất là trong, rất là sáng, rất là mạnh về dãy chép. Khi mình ghép với em Denon Hellarm này á, nó sẽ bù trừ cái dãy bass, cho nên là khi mà các bạn phối ghép một bộ dàn này ra một cái chất âm rất là trung tính, nó nghe rất là êm tai và dịu tai. Và một điểm đặc biệt nữa của em loa Yamo S715B này đó là cái thiết kế của em này nó sẽ hơi hướng lên một tí, cho nên là sẽ cho một cái góc phụ âm nó rộng hơn, nó xa hơn, rất là phù hợp cho những gian phòng nào có diện tích lớn một tí. Và về phần công nghệ của em Denon Hellarm HS2 này thì mình sẽ có một cổng RCA này và cổng Ethical có thể kết nối TV. Tuy nhiên thì nó hơi thiếu một cái là không có cổng HDMI, còn một cái chất lượng nó không được tốt bằng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một cổng mạng LAN để chúng ta có thể kết nối trực tiếp với Wi-Fi của nhà mình để có thể cho một cái đường truyền mạng nó chất lượng hơn rất là nhiều. Còn về vấn đề mà setup Wi-Fi của em Denon Hellarm HS2 này á, thì theo mình thấy thì nó không có được mượt mà cho lắm, nó vẫn phải cần mất rất là nhiều thời gian để có thể setup được em này. Và em Denon Hellarm HS2 này có thể stream nhạc qua Wi-Fi chất lượng cao này, bên cạnh đó cũng có thể kết nối với Bluetooth. Tuy nhiên thì nó không có cổng phono để có thể kết nối với một em âm thanh để có đa dạng nguồn nhạc của mình hơn. Và thiết kế của em Denon Hellarm HS2 này á, thì theo mình á, nó cũng khá là độc đáo, cũng khá là mắc, nhưng mà với mình thì mình không thích thiết kế này cho lắm. Tuy nhiên thì có một điểm cộng cho em này rất là nhỏ gọn, nên là sẽ phù hợp cho những gian phòng nào mà có cái kệ nó không có quá bự, không quá to. Và giá của combo mình vừa giới thiệu cho các bạn là khoảng từ 18 đến 19 triệu. Và nếu các bạn nào muốn có một bộ dàn có thể đánh tạp được, đánh đa dạng như cái dòng nhạc, thì đó là một sự lựa chọn tối ưu nhất cho các bạn. Và bộ dàn thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là em Dali Spector 2. Đi kèm với đó là một em Amly đến từ Anh Quốc, đó là Camric ISA35. Trước hết thì mình sẽ đến với thiết kế của em này. Thiết kế của em Dali Spector 2 này có một cái màu vân gỗ rất là sang trọng. Thiết kế củ loa của em này á, thì nó cũng là củ loa đơm, nó như là em Yamo thôi. Tuy nhiên là với cái củ loa woofer của em này á, sẽ hơi bé hơn rất là nhiều so với em Yamo, nên là sẽ phù hợp cho những gian phòng nào nó bé thôi. Cái kệ nó cũng sẽ không có được quá to. Và về chất âm của bộ dàn này á, thì em Dali Spector 2 có được một điểm mạnh, đó là về phần dãy chép và dãy mid khá là trong, khá là sáng và rất là mộc mạc. Bên cạnh đó thì mình ghép thêm một em Amly đến từ Anh Quốc, đó là Camric á, thì sẽ bù thêm một cái dãy chép nó khá sáng hơn nữa. Cho nên là cái bộ dàn này sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà thích nghe nhạc giao hưởng này, nghe nhạc ballad này, hoặc là những cái dòng nhạc nào đó thiên về chi tiết nhạc cụ nhiều hơn. Còn nếu các bạn nào muốn thêm phần đa dạng hơn về chất âm á, thì mọi người có thể phối thêm một em sub để bù trừ cho cái phần dãy bass bị thiếu hụt đó. Và về phần công nghệ của em Camric ISA35 này, nó sẽ hơi kém về phần kết nối, tức là nó sẽ không có cổng HDMI này, cũng như không có cổng optical, cũng như là cái việc mình stream nhạc qua Wi-Fi hoặc là Bluetooth sẽ không có. Nhưng mà cái bộ dàn này mình sẽ phối ghép sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà thích nghe nhạc điểm âm thanh, bởi vì nó có cổng phono để mình có thể kết nối rất là dễ dàng với điểm âm thanh như là của Audio Technica hoặc là Victrola. Và giá của combo này hiện tại đang có giá tầm 17 đến 18 triệu. Nếu các bạn nào thích nghe nhạc âm thanh này cũng như là thích chất âm mộc mạc của em Dali Spector 2 thì mọi người có thể đầu tư vào em này. Và bộ dàn cuối cùng trong video ngày hôm nay đó là Auro A28. Và một thương hiệu loa đến từ Thụy Điển. Mọi người có thể thấy thì thiết kế của em nó cũng khá là nhỏ, nhỏ hơn hai dàn kia rất là nhiều. Và một điểm đặc biệt nữa đó là em này là một em loa active, tức là không cần Amply, mình có thể stream nhạc được rồi. Thiết kế của em này sẽ có hai màu nha mọi người, một màu trắng và một màu đen. Tuy nhiên thì mình thích màu trắng hơn, tại vì nó đẹp hơn, nó trong sáng hơn rất là nhiều. Và mặt ngoài của em này thì có một cái màn loa để bảo vệ em loa của mình. Với cái thiết kế này mang đậm phong cách Bắc Âu, cực kỳ là tối giản, nên là sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà không thích nó quá màu mè, không quá sặc sỡ, thì lựa chọn em Auro A28 này là một chọn hợp lý. Bên cạnh đó, về cái kết nối của em này cũng khá là đơn giản, mình không cần phải đi dây quá là cầu kỳ, mình chỉ cần hai dây thôi, một dây nguồn và một sợi dây kết nối hai loa lại, tại vì em này là em loa mẹ bồng con. Mình chỉ cần hai dây như thế thôi, mình có thể stream nhạc trực tiếp qua Wi-Fi chất lượng cao rồi, hoặc là kết nối Bluetooth với nó.
Ngoài ra mình muốn kết nối với TV này cũng như là máy tính của mình thì có thể kết nối qua cổng RCA hoặc là dây HDMI, kết nối trực tiếp lên TV hoặc là máy tính của mình thôi. Và về phần chức âm của em Audio A18 thì em này có một chức âm rất là trung tính. Tuy nhiên về phần dãy pad của em này thì mình có cảm giác là nó sẽ đánh sâu hơn rất là nhiều so với hai bộ dàn mình vừa giới thiệu cho các bạn. Bên cạnh đó, với công suất là 150W sẽ phù hợp cho những văn phòng nào đó khoảng tầm 15-20m². Và em Audio A18 này đánh được đa dạng các thể loại nhạc, từ nhạc dance này, nhạc IDM này. Tuy nhiên về những nhạc như vocal này hoặc là nhạc ballad này thì em này sẽ phát huy được hết những điểm hay của bài hát đó. Và với mức giá thấp nhất trong ba dàn là từ 15 triệu đến 16 triệu thôi thì mình cỡ có thể sở hữu một bộ dàn nghe nhạc đến từ Bắc Âu rồi. Nó không cần phải quá cầu kỳ về đi dây loa hoặc là đi kết nối như thế nào cả. Chỉ cần cắm dây nguồn, kết nối hai loa lại là mình có thể stream nhạc trực tiếp qua wifi rồi. Và đó là top 3 bộ dàn nghe nhạc dưới 20 triệu mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm trực tiếp chất âm của ba bộ dàn này thì hãy đến ngay showroom của Thiên Vũ tại địa chỉ 779 Trường Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Và nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại phần dưới comment nhé. Và thấy video này hay hãy like, share để ủng hộ kênh Thiên Vũ.